Sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên đã diễn ra. Đây là chương trình lớn, thực hiện quyết tâm của chính phủ là không để học sinh sinh viên nào có khó khăn về tài chính phải bỏ học. Chương trình đã cho thấy những hiệu quả xã hội to lớn. Tuy nhiên kèm với đó thì vẫn còn những khó khăn hạn chế trong thực tế triển khai. Nhiều kiến nghị cũng đã được đưa ra từ hội nghị này. Từ điểm cầu Phú Thọ, một người cha chia sẻ niềm hạnh phúc khi 4 người con của ông đã tốt nghiệp đại học và có việc làm. Gia đình ông vay vốn tín dụng học sinh sinh viên tổng cộng 117 triệu đồng, hiện đã trả được 2/3. Gia đình ông nằm trong số 1,9 triệu hộ nghèo, hộ chính sách được vay vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hơn 3 triệu học sinh viên được vay vốn để đến trường thực hiện được ước mơ học tập của mình. Và đi kèm theo đấy là sau khi học việc làm làm kỳ thoát nghèo rất bền vững cho gia đình. Hiện tổng số tiền cho vay học sinh sinh viên là hơn 43.000 tỷ đồng. Trong suốt quá trình triển khai, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn. Có thời điểm đã vào năm học mà người dân vẫn chưa được vay để gửi tiền cho con em mình. Trong bối cảnh kinh tế còn tiếp tục khó khăn như hiện nay, việc huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp sẽ càng khó. Liệu chương trình có đảm bảo được đúng tiến độ? Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã giải tỏa lo lắng này. Chúng tôi cũng kêu gọi và vận động các cái tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối, thì duy trì cái mức tiền gửi 2% tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì đó là những cái nguồn hết sức là quan trọng góp vào cho cái hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì sau khi tổng hợp tất cả các cái nguồn nói trên, nếu mà còn thiếu thì ngân hàng thiếu bao nhiêu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay tái cấp vốn đủ để đảm bảo không thiếu vốn cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội nói chung và của cái chương trình cho vay học sinh sinh viên nói riêng. Sau 5 năm triển khai chương trình tín dụng cho học sinh sinh viên, các hộ vay vốn đã trả được 1/5 số nợ. Việc trả nợ đúng hạn luôn đạt trên 95%. Câu hỏi hóc búa về việc liệu có kiểm soát được đúng đối tượng cho vay cũng đã được giải đáp. Năm 2008 ấy, thì qua cái kiểm tra của toàn quốc ấy, thì có 1.700 hộ mà vay không đúng đối tượng. Nhìn đến 22 ca kiểm tra toàn quốc thì còn 2 hộ. Thì như vậy đây là câu hỏi trả lời được rất rõ là với cách làm ở Ngân hàng Chính sách thông qua cái tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở với công tác tuyên truyền thì chúng ta đảm bảo câu hỏi vay đúng đối tượng. Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thời gian tới có những ngành học phí sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy, mức cho vay cũng đang được xem xét tăng lên, không ở mức 1 triệu một tháng một học sinh như hiện nay. Tuy nhiên, sẽ có sự phân loại đối với từng ngành học. Những hộ có 2 con trở lên đi học chuyên nghiệp mà không thuộc diện nghèo cũng sẽ được xem xét cho vay, nhưng phải là đối tượng phù hợp. Hiện, chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn của Việt Nam đang có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN cũng thực hiện chương trình này.